dễ thiều nha bà con, dễ thiều bà con chắc biết rồi. Nó tốt và rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà ai không nên ăn và ai nên ăn, chứ không phải là dễ thiều ai cũng được ăn hết đâu nè bà con. Dễ thiều bà con đúng không? Nó thơm nè, nó giòn ngọt nè, nó thơm thanh nè, vị ngọt nó rất là thanh. Mà nó tăng cường cho sức khỏe đó, bởi vì nó tăng cường cho sức khỏe là nó có vitamin C, E, K và B6. Đó, nó có những cái vitamin gì đó bà con, C, E, K, B6, cho nên nó tăng cường sức khỏe cho mình. Và nó tiếp tục nó làm giảm cân, làm giảm đau, tổ ong, huyết áp nè, rồi nó ngăn ngừa được bệnh ung thư nè. Đó, nó làm ổn định huyết áp cho mình, ngăn ngừa được bệnh ung thư. Wow, tốt chưa? Làm nó bảo vệ tim, nó bảo vệ tim cho mình bà con à. Đó, đó. Bởi vì cái giải thiệu là nó rất là thơm giòn ngọt thanh, mà nó tăng cường sức khỏe của mình. Và nó nhiều cái trứng nó tăng nữa, bởi vì nó là có vitamin C, E, B6, thì nó làm giảm cân, giảm đau, nó ổn định huyết áp, ngăn ngừa được bệnh tim mạch, bảo vệ tim, dưỡng da. Rồi, nhưng mà ai không nên ăn là giảm ăn gì thì mời bà con chúng ta, tôi chia sẻ với bà con nha. Các nhà chuyên gia dinh dưỡng học thì nói là những người nè suy hô hấp nè, cho nên phù nề da, là những người bị phù nề da đó bà con, với suy hô hấp là không ăn đó, không ăn hẳn thôi nha. Tiêu chảy, đang bị tiêu chảy là không ăn nè, đau đầu là cũng không ăn, đang bị đau đầu cũng không ăn nha bà con, chứ không phải là lúc nào bà con mình ăn nó cũng hay ho gì đâu nha bà con. Đó, đau đầu, chóng mặt đó, đang bị chóng mặt nó gây nóng trong người, đó là không ăn nha bà con, không ăn đó, chúng ta không ăn đó. Mong rằng bà con chúng ta nhớ có như là bà bầu là đang mang bầu đó nha bà con, là cũng không ăn nè. Trẻ em dưới 12 tuổi không ăn đó, tiểu đường không ăn, đó là những người không ăn á, chứ phải cái giải cứ thấy nó thơm thơm giòn giòn ngọt ngọt thanh thanh cái rồi ăn, nó có vitamin E, C, K, B6 rồi tăng cường sức khỏe rồi ăn. Ăn á, là những người nó không có trong nhảy, tôi nói đó bà con ha. Đó, suy nhược phù nề da, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, gây nóng trong người, mang bầu, trẻ em dưới 12 tuổi không ăn, tiểu đường không ăn. Còn đối với những người ăn thì sao? Những người ăn á, thì chúng ta đâu có giải thiều cũng ăn đâu được nhiều đâu. Ăn 6 trái thôi một ngày. Đó, một ngày chúng ta chỉ ăn được 6 trái một ngày, và chúng ta nghỉ 2 ngày. Chứ người ta nó say giải nha, trái giải nó say cũng giống như là uống rượu ấy, bà con uống rượu biết rồi, uống rượu mà rượu nếp than, rượu nếp gì đó, rượu nếp trắng, rượu nếp đục rồi gì đó, không, nó say ngấm ngọc. Cho nên có một bài báo của Tiền Phong nói là giải thiều rất là tốt, gọi là dùng từ là cực độc và cực tốt. Đó, cực độc này cho cực tốt. Mong bà con chúng ta chú ý để an toàn sức khỏe cho mình, cho gia đình. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, Sao Chìn xin chào, Sao Chìn. Còn gì thì alo, Zalo cho tôi 0844 004 005. Giờ thì xin chào, tạm biệt cái mà tạm biệt.